Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với lớp học toán lớp 1 của cô giáo Huyền Trang. Trong giờ học hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các em cùng nhau hoàn thành phiếu ôn tập cuối tuần. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải phiếu ôn tập toán tuần 24. Ở tuần này chúng ta sẽ ôn tập việc so sánh các số. Bây giờ chúng ta cùng giải câu 1 phanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Câu A, số gồm 2 chục và 6 đơn vị lớn hơn số nào? Ta có hai chục là 20. 6 đơn vị là chúng ta sẽ cộng thêm 6. Sẽ bằng 26. Vậy số gồm 2 chục và 6 đơn vị lớn hơn số nào? Ta thấy có 3 đáp án A26, B23, C30. Vậy số 26 sẽ lớn hơn số 23. Ta có đáp án B là đáp án đúng. Tiếp theo câu B số gồm hai chục và 10 đơn vị bé hơn số nào? Hai chục là 20. 10 đơn vị là 10. Vậy 20 cộng 10 sẽ bằng 30. Vậy số 30 sẽ bé hơn số 31. Ta được đáp án C là đáp án đúng. Tiếp theo chúng ta sang câu số 2, nối theo mẫu. Ở đây các em thấy chúng ta có các hàng số 25, 26 và các số còn lại đang bị trống. Bây giờ chúng ta sẽ điền tiếp 25, 26 như vậy cách nhau một đơn vị. Vậy chúng ta sẽ điền tiếp theo 26 rồi đến 27. 27 rồi đến số 28.

27. Tiếp theo, chúng ta có 29 nhỏ hơn đến số 32. Vậy trong khoảng từ số 29 đến số 32 chúng ta tìm được số 30 và số 31. Tiếp theo, số 31 sẽ nhỏ hơn số 33 và 34. Chúng ta sang câu số 3. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Câu A: Các số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là A. 17, 12, 20, 31. B. 31 20 17 12 C 12 17 20 31. Như vậy các em nhìn sang tay trái, quan sát cho cô ở đây chúng ta có số nhỏ nhất là số 12. Tiếp theo là số 17 rồi tới số 20 và số 31.

Vậy các em nhìn sang tay trái và tìm cho cô số nào là số lớn nhất. À đúng rồi, ở khung màu xanh này chúng ta có số 38 là lớn nhất rồi đến 30, 25 và 19. Như vậy ta có đáp án B là đáp án chính xác. Câu số 4. A à, Tô màu vào hình có số lớn nhất. Như vậy các em quan sát ở đây chúng ta có bốn hình tam giác và có bốn con số 27, 30, 12 và 29. Vậy số lớn nhất chính là số 30. Các em sẽ tô màu vào hình có số lớn nhất là số 30 còn cô cô sẽ khoanh tròn lại cho các em dễ nhìn. Tiếp theo câu B tô màu vào hình có số lớn hơn 27 và bé hơn 31. Để làm được câu này, các em sẽ liệt kê ra bắt đầu là số 27 rồi đến số 28, 29, 30, 31. và các con số ở trong hình. Và đề bài yêu cầu các em tô màu vào hình có số lớn hơn 27. Vậy số lớn hơn 27 chúng ta có số 28. 29 không có. Số bé hơn 31 là số 30 và lớn hơn số 27. Vậy ở câu B các em sẽ tô vào số 30 và số 28. Tiếp tục. Câu 5, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Câu A, hình nào có đúng

Hình thứ ba Hình thứ ba không có số nào bé hơn số 28. Vậy ở câu A chúng ta có câu B là đáp án chính xác. Chúng ta sang câu B. Hình nào có đúng 3 số lớn hơn 19? Ta có hình thứ nhất ta có số lớn hơn 19 là số 20. 21 và 27. Vậy câu B ta có đáp án A là đáp án chính xác. Tiếp tục câu C, hình nào có hai số lớn hơn 29 và bé hơn 34? Chúng ta quan sát ở hình 1, không có số nào lớn hơn số 29 và 34. Hình 2 chỉ có số 34 lớn hơn số 29. Bây giờ chúng ta xét ở hình 3. Hình 3 có số lớn hơn 29 là số 30 32 và số bé hơn 34 cũng là 30, 32. Ta có đáp án C là đáp án đúng. Tiếp theo câu 6, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Câu A, phép tính nào có kết quả lớn hơn 24? Vậy ta sẽ tính ra 20 cộng 5 bằng 25. 20 cộng 4 bằng 24. 24 trừ 4 bằng 20. Vậy phép tính lớn hơn 24 ta có. Phép tính là 20 cộng 5 bằng 25 là câu A. Tiếp tục câu B. Phép tính nào có kết quả bé hơn 35 là hai đơn vị? Ta cũng đi thực hiện tính.

sẽ bé hơn 35 hai đơn vị. Các em lấy 35 trừ 2 sẽ được 33. Câu 7. Nối hai phép tính có cùng kết quả rồi nối với kết quả theo mẫu. Đề bài đã là mẫu cho chúng ta. 36 trừ 6 bằng 30. 80 trừ 50 bằng 30. Vậy ta sẽ nối với 30. Bây giờ chúng ta cũng thực hiện các phép tính còn lại. 20 cộng 20 bằng 40. 30 cộng 20 bằng 50. 70 trừ 10 bằng 60. Tiếp tục qua hàng thứ hai.

50 nối với 50. 60 nối với 60. Tiếp tục chúng ta sang câu số 8. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng tìm số còn thiếu. Vậy ta có 15, 4, 11. Như vậy, 11 cộng 4 bằng 15. Tiếp theo, 12 cộng với bao nhiêu để được 18? À đúng rồi, 12 cộng 6 sẽ bằng 18. Vậy ta có đáp án B, 6. 12 cộng 6 bằng 18. 24 cộng 5 bằng 29. Cô đã hướng dẫn các em giải xong phiếu ôn tập của tuần này, hẹn gặp lại các em ở các tuần tiếp theo.